Jenny Yến tên thật là Nguyễn Thị Phi Yến. Cách đây hơn 3 năm, trước khi chuyển hướng làm cô DJ Sexy, Jenny Yến từng gây sốt trên mạng nhờ xuất hiện trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial vào giữa tháng 12 năm 2019. Cô nàng xuất hiện chưa tới vài giây, tay cầm cờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Khi ấy, nhiều netizen đã dành lời khen ngợi cho Phi Yến nhờ ngoại hình xinh đẹp, nổi bật. Thậm chí cô nàng còn được cả báo chung nhắc tên. Ngoài ra, gu ăn mặc của người đẹp cũng khá ấn tượng với hình ảnh đa dạng, từ quyến rũ đến năng động. Đặc biệt là hình ảnh gợi cảm mà cô xây dựng trong mấy năm nay. Không ít lần những bức ảnh diện nội ý nóng bỏng khoe đường cong chết người và ba vòng quyến rũ với số đo 86-60-90 cực chuẩn của cô khiến nhiều anh em đứng ngồi không yên. Cô thường xuyên lựa chọn nội y có thiết kế nhỏ, bó sát, làm nổi bật đường cong bé đứt tay. Bên cạnh đó, Jenny Yến cũng không ngần ngại khoe khéo hình xăm ở mạn sườn cùng khuyên rốn cá tính. Người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm với những bộ outfit kiệm vải không phải ai cũng dám mặc, nhưng Jenny Yến không dùng hình ảnh gợi cảm để câu dẫn bất cứ ai dù hay làm điều gì khuất tất. Yến cho rằng, trang phục bên ngoài không thể nói lên bất cứ điều gì về nghề nghiệp, con người. Đơn giản đó chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Định hướng phong cách quyến rũ khiến Jenny Yến cũng gặp phải chỉ trích của cư dân mạng như thích khoe thân. Thậm chí, cô bị kẻ xấu lợi dụng đăng ảnh lên web đen nhưng sau đó đã được minh oan. Jenny Yến khẳng định, bản thân tự chủ tài chính và trang trải được cho cuộc sống là nhờ quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ suốt quãng thời gian dài. Tính cho đến bây giờ, hot girl xinh đẹp này vẫn luôn hãnh diện và cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.